Linh Đâu Đu Idol thành công, tự tin so kè giọng hát cùng Lê Bảo Bình, còn thùng thẳng chất vấn một câu khiến nam thần tượng sốc toàn tập. Là một fan lâu năm, Linh Đâu không khỏi háo hức khi hay tin Lê Bảo Bình đặt chân đến đất Angola. Đúng như Quang Linh Vlog tiết lộ, Lê Bảo Bình và một số thành viên team Việt Phi đã có mặt tại trụ sở của team châu Phi ở Angola. Màn gặp gỡ của fan cứng Linh Đâu với giọng ca sinh năm 1990 nhanh chóng gây sốt cõi mạng. Trong clip được chia sẻ trên kênh Quang Linh Vlog, trước khi gặp gỡ Lê Bảo Bình, Linh Đâu đã bày tỏ sự thắc mắc về lời một bài hát của thần tượng. Thấy anh bạn háo hức, YouTuber hướng dẫn nên hỏi nam ca sĩ 9X thế nào. Vừa chạm mặt Lê Bảo Bình, Linh Đâu câu vừa ngay và luôn bản hit Cuộc Vui Cô Đơn của idol nhằm thể hiện sự mến mộ, mặc kệ mọi người xung quanh làm gì thì làm. Sau đó, Linh Đâu còn chất vấn thần tượng một điều, tại sao anh lại viết em ơi mình chia tay lâu rồi? Em cũng đã yêu thêm người mới, tại sao nhờ? Tại sao anh viết như thế? Trước câu hỏi bất ngờ từ fan lâu năm, Lê Bảo Bình chỉ có thể trả lời là bây giờ anh cũng không biết tại sao và cười trừ. Thấy không ổn nên Quang Linh đã ra tay tương trợ khi cho rằng chia tay rồi thì phải yêu thêm người mới chứ. Nhận được câu trả lời, dù chưa thỏa mãn lắm nhưng Linh Đâu vẫn tạm chấp nhận và cho qua chuyện. Sau đó để đáp lại mong muốn của netizen, Quang Linh đã tạo điều kiện để Linh Đâu song ca cùng thần tượng. Bài hát được chọn là Yêu Vội Vàng. Linh Đâu rất tự tin thể hiện tài năng, anh chàng một tay cầm mic một tay cầm điện thoại hát tiếng Việt rất trôi chảy. Dù không vô nhịp hoàn toàn, đôi lúc chênh phô nhưng thần thái của ông chủ trẻ đã lấp đầy những thiếu sót đó.